Okay, we say poacher, 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 poacher. Okay, poacher is the person who hunt animal and kill animal. Poacher. Okay, somebody who kill animal and sell them. Okay, somebody who kill animal and sell them. Poacher is a person or a group of people, a person or a group of people who hunt and who hunt elephant, kill elephant and sell elephant. Hunt, kill, and then sell elephants. We say poachers. Poacher. Okay, elephant. Okay, worldwide. World. All over the world. Worldwide. Okay. Former army. Army. Officer. Poaching. We say poaching. Poachings. That is the activities. Poaching is activities of killing elephants and selling elephants. We say poaching. Poaching. Okay. So we say armor. Here we have somebody arms. Arm. Okay, arm now is our arm here. Arm is here in our body, arms. But arm in verb, it means that give weapon. Weapon, you know weapon? Okay, weapon, okay. Okay. Weapon. So arm a weapon. Sorry, arm the poacher. It means that someone give weapons to the poachers. Okay, the police have a weapon. So the government armed the police to save our society. Arm. Arm nó là động từ nha. Arm này nó là động từ. Nó là trang bị vũ khí. Đó, trang bị vũ khí, give a weapon. Weapon đó là vũ khí. Đó, ở dưới đây có ghi nè, different word nè. Đó. Give weapon to someone. We say arm. Trang bị vũ khí. Còn ví dụ như trang bị kiến thức thì nó lại khác. Nhưng mà nó liên quan cái từ arm thì nó gọi là trang bị vũ khí. Đó. Bởi vì nó xuất phát cái từ army đó. Army là quân đội mà người thấy không ạ? Câu trên đó, a former army. A former army. Đó là quân là former army officer. Right. Somebody arms the poachers who are connected in a network. Network. Okay. So many people work together. Okay. Collaborate together. We say a network. Ivory and horns. Ivory. Ivory. Okay. Okay. So ivory here. Okay. Ivory here of elephant. Okay. Ivory here. We said. Elephant big face, okay. White horns. Ivory come from the face, okay. But horn from here, from the head, okay. Horn. Hô là con ngựa nhá. Cái chữ sờ đó, hô sờ, mà là hô nở. Thì nó lại ra là cái sừng. Mọi người thấy không ạ? Cũng từ hô mà thêm sờ nó ra con ngựa. Mà hô nó thêm chữ n nó ra cái sừng. Horse. Horn. 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 Horse. Horse. Horn. Đó. Ivory. Horn này số S đọc là giờ nha. Sau n đọc là giờ, số nhiều là giờ. Horns. Rồi tiếp theo cái từ là canyon, người Kenya đó. Canyon ranchers,
Ranchers là kiểm lâm nha. Ranchers. Ranchers. Who protect the forest? Who protect the forest? Người kiểm soát bảo vệ rừng. Kiểm lâm. Ranchers. A smartphone app content bomber. Tenston, okay. Conservation area, khu bảo tồn. Conservation area. That is an area they protect animals. They protect environment. They conserve. The verb is conserve. Conserve. Cái từ conserve nhé. Conservative nó là bảo thủ. Dạ mọi người nè. Conservative. Conservative là bảo thủ. Cái người nào bảo thủ cứng đầu là conservative. He's so conservative. Nhưng mà conserve là giữ, là bảo vệ, bảo tồn. Đó. Nên cái người conserve là người muốn giữ ý kiến của mình, gọi là bảo thủ. Bảo thủ tức là giữ chặt ý kiến của mình, đóng cái đầu lại. Thì tương tự cái động từ đó là conserve, là muốn bảo tồn cái khu đó lại. Danh từ là conservation. Conservation. Okay. He's so conservative. So he conserved the ideas and opinion. Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ ý kiến, ý tưởng của mình ở trên đó. He conserved his opinion. So we say he conservative. Okay. Conversation area. Khu bảo tồn. Nào, nên mình học những cụm từ như vậy. Okay. They are tested in the conservation area. Square. 42.000 mét vuông. Mét vuông là square kilometers. Kilometer. Meter. Kilometer. Đọc chữ thờ, đọc nhẹ thôi, đọc chữ kiểu Mỹ. Kilometers. Meters. Kilometers. Nhóm âm thứ hai là kilometers. Square kilometers. Không đọc square nằm sau ha. 42,000 square kilometers. 42.000 vuông. Km 42.000 km vuông. Square giống như là quảng trường ha. Square cũng là quảng trường và cũng là vuông. Quảng trường tưởng hình vuông. Square kilometers. Okay, see the data, enter the data on the go. Okay, elephant. Poaching death. Both poaching deaths were reduced, là giảm ha. Tỷ lệ chết do nạn săn trộm voi giảm xuống khoảng 11%. Bài này nó rất là ngắn, nó cũng ngắn như bài trước thôi, mà nó nói và hay ha. Chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là hay. Ok, những thông tin mọi người nên nhớ. Ok, International Fund for Animal Welfare. Welfare. International Fund for. Cái câu, cái từ này luôn luôn có chữ the trước nha. The International Fund for Animal Welfare. Poachers. Ok, 28,000 elephants. Bây giờ Hiếu đọc lại chậm thật chậm cho mọi người nghe ha. Cái đoạn ở dưới nó đọc rồi nhưng mà đọc khá là nhanh. Và nó không có nhóm nhá nên là khiến cho người nghe dễ bị trôi tuột. Bởi vì nó dạy, nó đọc cho mình một cái giọng đọc rất là bình thường. Nhưng khi chúng ta tập á, khi chúng ta nói á, chúng ta speaking chứ chúng ta không có reading. Reading đọc đều. Nhưng mà speaking thì có nhóm nhá. Nên chúng ta phải tập theo cái phong cách của speaking. According to the International Fund for Animal Welfare. Nha. Nó đọc rất là nhanh. According to the International Fund for Animal Welfare. Nó đọc rất chậm như vậy và rất đều. Ta sẽ thay đổi ha. According to the International Fund for Animal Welfare, poachers kill 28,000 elephants every year. Worldwide. A former army officer talked about. Chữ thờ sau chữ talk là theo mà ed đọc chữ thờ. Nói qua thờ about lên. Talked about the bigger picture of poaching. The bigger picture of poaching. She said that people call poaching its name.
people call poaching its name, but it is more like war. But it is more like war. Somebody arms the poachers. Somebody arms nha. Ngôi thứ ba số ít trong trường hợp này là phải đọc là giờ nha. Somebody arms the poachers. Poacher số nhiều cũng đọc là giờ luôn nha. Poachers who are connected. Connected. Không đọc là cần nha. Cờ là cờ đó, đọc cờ, connected. Who are connected into networks, which move the ivory, nhớ hả? The ivory and horns, the ivory and horns. IFAW gave a canyon. Có chữ N đó, nhiên, canyon. Okay. Gave a canyon ranchers. Rancher cũng số nhiều đọc chữ S luôn, đọc chữ Z luôn ha. Gave a canyon ranchers a smartphone. Rancher the smartphone, đọc nối chữ Z và chữ R đọc là Z. The smartphone, phone. Ranchers the smartphone app, giống như apple, app, cord, ten bomber, cord, ten bomber, bomber nha, bờ nha, ten bomber. They are testing in the conservation area. They are testing it in a conservation area of 42,000 square kilometers. They are testing it in a conservation area of 24,000 square kilometers. Kilometers, is that, huh? And the app lets the ranchers see and enter data on the go. Data. Mình đọc data nha. Data. Chữ A đầu tiên đọc là A. Chữ A sau đọc là A. Enter data on the go since 2016. Đọc là 2016 cũng được. Còn không là 2016. Since 2016 or since 2016. Elephant poaching deaths were reduced to. ED này đọc là to nha. Reduced by 11%. Chú ý ha. Những cái chỗ mà động từ mà để chế độ bị động như thế này á, đọc rất chính xác thì hiểu. Dù như là reduced. À. Hồi nãy có một chỗ như vậy nữa là ở cái câu thứ hai ở trên đoạn trên cùng á, former talked about, lưu ý ha. À, còn một chỗ nữa, who are connected, đoạn thứ hai, who are connected. Sang đoạn thứ ba nè, app code. Chữ đờ ha, code. Rồi, bây giờ mọi người đi, có cái từ nào đọc sơ qua, có cái từ nào mà không biết đọc không? Thấy lờ ngơ lóng ngóng là hỏi Hiếu sẽ dừng lại đọc cho mọi người nghe. Đọc từng cụm từ nha, đọc từng cụm từ vựng trước để mình biết chắc cái từ vựng đó cái đã. Những từ nào khó mà không biết á, đọc chắc cái đó trước rồi mình vô câu sau. Mọi người chú ý giùm Hiếu cái từ cuối cùng của đoạn này là Reno. Cái con tê giác này không đọc là Reno nha. A, chữ Y này đọc là A. Ngộ vậy đó. Tại vì chữ H á, nó có chữ H là H, nhớ không? H là A sẽ đọc là Reno.
Ray no. Ray như chữ R-A vậy đó. Tại bởi vì nó có chữ H. Nên chữ H đọc là H. Nên trước chữ R, sau chữ R đọc là Ray no. Ray no. Ray no. Có tê giác. Ray no. Coi từ vựng có cái từ nào khó không nha. Hello Lâm nha. Chào thầy à, lâu quá mới gặp thầy. Ừ. Nè đẹp trai ghê ha. Ôi hôm nay bài khó quá thầy ơi. Ôi bài dễ lắm em ơi. Dễ em rồi. Đọc bài đi. Cố gắng đọc cái từ vựng cho nó sắc nét cái đã, rồi mới vô cài câu. Những cụm từ vựng đọc cho sắc nét. Đấy và thầy cái câu gần cuối thầy nói là the app lets the renter see and enter data on the go á, dịch nghĩa là cái gì thầy? Nghĩa là cái app là cho là cái người quản lý rừng nó có thể là thấy và enter data này, chỗ này dịch sao thầy? Enter data tức là nhập dữ liệu á. On the go thấy và nhập dữ liệu khi mà trong quá trình họ di chuyển. Đúng rồi, on the go tức nghĩa là đang ngồi trên xe đó. Nhìn thấy, dù nhìn thấy một con voi chết đi, đúng không ạ? Hay nhìn thấy một con voi còn sống đi, thì nhập số liệu vô là có một con voi, hai con voi, ba con voi, chụp một cái khoảng như vậy đó. Như vậy, ủa vậy dính gì tới bảo vệ thêm được cho những bầy voi nhờ? Đâu, cái câu nào chị? Ý là vì nhờ có họ cung cấp cái app trên cái điện thoại di động gọi là Tempoma thì họ kiểm tra được trong cái khu vực bảo tồn là 42.000 km nè, cái app nè giúp cho cái người giữ rừng thấy được và nhập được dữ liệu trong cái quá trình di chuyển thì bảo vệ được con voi chỗ nào trời. À, cái chỗ này á bây giờ mình sẽ khoan nói về cái ý nghĩa của nó. Nên là em chưa có đào sâu thôi, ở cái level 3 á chị, nó có nói thêm một chút xíu nha. À, level 3 là cái bản gốc, là cái bài viết gốc. Nên là mình là level 3 nè. Nhiều nội dung hơn ha. À. Nhiều nội dung hơn. Nó cho phép này nè, cho phép chúng ta thâm nhập vào và cập nhật dữ liệu in the field, tức là ở trên những cái khu vực của nó, những đoạn đường như vậy. Thì mình không biết là nó sẽ giúp làm cái gì, tuy nhiên em biết như thế này nha. Theo hiểu biết của em á là sorry. Nó mất rồi. Theo em hiểu biết á là cái phần app này á nó giúp cho người ta cập nhật liên tục về tình hình những con voi trưởng thành là bao nhiêu, voi nhỏ là bao nhiêu, nằm ở khu vực nào, sinh sống như thế nào, voi cái thế nào, để cho người ta tìm cách bảo tồn kịp thời. Bởi vì cái khoảng cách nó quá rộng mà rộng mà không định vị được á thì làm sao biết chỗ nào để mình bảo vệ.
Yeah. Ví dụ như nhập vô là có một con voi mẹ mới sanh con là sẽ có người đến hỗ trợ chăm sóc Đúng cho rồi, bé nó đi. chụp hình và nó định vị cái app đó, và những người đội ngũ y tế bảo vệ khác họ sẽ chạy tới ngay khu đó, đánh dấu khu đó, dạng dạng như vậy đó. Thì nó kiểm soát luôn trong tầm ngắm của mình. Còn nhiều khi mà không biết á, là nó giết chỗ nào, nó chém chỗ nào là coi như là con voi không cứu được. Con voi rất là khó giết nha. Khi mà đắng nó bị thương xong rồi á, là phải giọt cho nó chết, bắn cho nó chết thì mới lấy được được ngà. Nên là trong lúc mà nó bị thương á, là vẫn có thể cứu được. Rồi bây giờ mình gần cho mọi người đọc nha. Chị đọc trước giùm em cả đoạn nhé. Chị Châu đọc trước giùm em đi. Saving Elephants. According to the International Fund for Animal Welfare, IFAW, poachers kill 28,000 elephants every year worldwide. A former army officer talked about the bigger picture of poaching. She said that people call poaching a scam, but it is more like work. Somebody arms the poachers who are connected into networks which move the ivory and horns. IFAW gave Kenya Ranger a smartphone app called Temboma. They are testing it in a conservation area of 42,000 square kilometers. And the app lets the rangers see and enter data on the go. Since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Ok, very good ha. Có một số âm còn phải tròn hơn. Để lấy ví dụ ha. Fun. Không phải là fun. Là fun. À. Fun. Fun. Cái nào thầy? Fun. Chữ đầu tiên á là quỹ á. Quỹ quốc tế đó. Câu đầu fun. Tiên. Fun. Fun. À, nó không có fun ha. Mà nó có chữ đờ nhẹ ha. International Fund for Animal Welfare. International Fund. À, fund. À, nó là chữ, nó rớt cái cầm xuống nè. À. 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 Fund. Fund. Ừ. Rồi. Chữ every. Đây là một chữ mà chị lưu ý. Every. 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 Đúng rồi. Khi mình sơ ý á, mình sẽ đọc không có ra cái từ very đó, every. Every. Cái từ worldwide là cái từ rất khó đọc. Worldwide. À, sẽ đọc không còn chính xác cũng được. Rồi, có mấy chỗ chị lưu ý nè. Chữ này nhiều người bị là cái chữ o. Army. Army. O. Nó giống như là ngôi sao vậy đó. Ô tô vậy đó. Army. Army. Star. Army. 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 A army. Former army. A former army. Đúng rồi. Như vậy khi xuống ở chỗ tiếp theo phía dưới là câu thứ hai á là but it is more like war. But it's more like war. Đúng rồi. Nhớ nha, chữ A này nó giống nhau. A ở trên và A dưới đều phải giống nhau. Nếu mà cái tai mình nghe không giống nhau là nó không có chuẩn. Không có lý do gì mà cùng một chữ A nhưng mà qua các từ khác nhau đọc lại sai. Lưu ý. A former army. But it is more like war. O này nó hơi dài một chút. Rồi. Tiếp theo câu dưới luôn nè. Arm. Somebody arms. Somebody arms. 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 Somebody arms. Arms. Somebody arms. Đúng rồi, chị đọc chậm như vậy rất đẹp nha. Somebody arms the poachers. Somebody arms the poachers.
động nhanh nó sẽ ra chữ am là bị sai. Arms. Nó là om. Tại vì chữ a nó có một đủ độ dài. Arms. Nó ngậm ngược lại. Arms. Arms. Đúng rồi. Ví dụ như chị nói là cái thời gian này time. 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 Nó phải ai đủ. Time. Tương tự như vậy. Arms. Arms. Đó. Arms. Nó nhanh là sẽ không ra. Rồi. Cái từ horn chú ý ha. Horn. Horns. Horns. Chữ Z ha. Horns. Rồi. Canyon. Không phải ha. Canyon. Ân. Canyon. Ân, đúng rồi. Rangers, a small bowl. It's an area of. Okay. Square. 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 Air. Nó có chữ chút. Square. Square. Có chút mà square. Có cái square. Có đánh lưỡi lên trên á, nhưng mà không còn ha. Square. Square. Rồi. Kilometer. Kilometers. Nhóm âm thứ hai, kilometer, giờ. Cái Z cuối cùng. Kilometers. 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 Đúng rồi. Rồi. Okay, elephant, potent death. Reducer. Reduced. Đúng. Chuẩn ha. Nên chị đọc chậm giùm em một chút nữa để chị có độ nhấn nhá. Yeah. Đọc nhanh, không có nhấn được. According to the International Fund for Animal Welfare, poachers kill 28,000 elephants every year worldwide. Đó, mình chậm để mình nhấn nhá và mình nhả những âm cuối cho nó chính xác. Rồi, mai đọc nè. Saving elephants. According to the International Fund for Animal Welfare, poachers kill 28,000 elephants every year worldwide. A former army official talked about the bigger picture of poaching. She said that people call poaching its name, but it is more like war. Somebody arms the poachers who are connected into networks, which move the ivory and horse. IFAW gave Kenyan Rangers a smartphone app called Ten Bomber. They are testing it in a conservation area of 42,000 square kilometers. And the app lets the rangers see and enter data on the go. Since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Rồi, very good, rất rõ ha, ngữ điệu cũng tốt. Lưu ý, con voi nhóm âm đầu tiên, elephants. Elephant. Đúng rồi, nhóm thằng âm đầu tiên, elephant, một dỗ thôi. Elephant. Đúng rồi, cuối câu cái chữ tờ nhẹ nhẹ, elephant. Elephant. Chuẩn nha. Elephant, elephant, elephant. Con voi cái đầu bự, nhấn cái đầu nghe đó. Rồi. Cái từ kill nè. Chữ y này là y ngắn thôi. Ê, chút kill. 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 Như kill, kill, kill vậy đó. Kill. Kill. À, kill. Kill. Đó. Poachers kill 28,000 elephants every year. Chữ này, chữ sờ này có thể nối every year được. Every year, nó là chữ sờ. Con voi số nhiều, nó đọc là sờ, không phải là giờ. Nhưng mà poacher số nhiều đọc là giờ. Poachers.
kill 28,000 elephants every year worldwide. Wide, wide. Nhớ, mang nhớ. Worldwide. Rồi. Cái từ talk ed nối cái ed nó sang chữ about luôn. Talked about. Talked about. Talked about. Talked about. Đọc theo kiểu Mỹ đọc là talked about. Talked about. Talked about. Talked about. Talked about. Rồi. Popular name. Rồi. Chú ý chỗ này nè. Câu thứ đoạn thứ hai, but it is. It is. It is. It is hoặc là it is. It is. It is. It is. Lưu ý ha, đừng có đọc là it is. Nó mệt ha. It is more. Or more. More. Đó là chữ R đó. More like war. More like câu war. Câu hay nha các bạn. Người cô ấy nói rằng người ta gọi nó là poaching, là nạn săn trộm. Thật ra nó còn hơn cả một cuộc chiến nữa. Đó, nó còn hơn cả một cuộc chiến nữa. Chứ không phải săn trộm bình thường đâu. Không phải trộm. Nó là cuộc chiến. Nên là mình phải nhấn mạnh cái ý đó. She said that people call poaching this name, but it is more like war. More like war. More like war. Đó. Lưu ý ha, là mình nhấn ở chỗ đó để cho nó tạo cái drama của câu chuyện lên. Rồi. Tương tự cái từ on cũng vậy ha. Nó là R, ngậm miệng lại và nhả chữ Z. Nè. Arms. Arms. Somebody. Lưu ý. Không phải là somebody. Mà nhấn âm đầu tiên. Somebody. Somebody. Đúng rồi. Somebody. Như là some lớp á. Somebody. Somebody. Không đọc là some nha. Somebody. Somebody. Đúng rồi. Nhấn rất mạnh ha. Somebody arms. 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 The poachers. Who are connected into networks. Network này chữ S đọc là S. Networks. Đúng rồi. Ha, Hiếu nhắc rất là kỹ ha, chỗ nào đọc giờ, chỗ nào đọc sờ để mọi người lưu ý ha. Watch move. Move kéo cho u dài ra. Move. Move. U. Move. Đúng rồi. Watch. Chữ chờ của em rất là yếu ha. Watch. Watch. Đúng. Watch move the ivory and horns. 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 Rồi. Rồi. Chữ ranger lưu ý nè. Ranger. Chờ. Chờ. Chữ chờ này ha. Chờ. Không phải ranger ha. Ranger. Ranger. Đúng rồi. Chờ mạnh lên. Gồng lên. Ranger. Ranger. Đúng. Miền Bắc chữ chờ này đọc rất là yếu. Dễ bị sai. Ranger. Ranger. Testing it in. They are testing it. In the khi mình học ha, mình viết cái này xuống mà lấy cái bút mình móc qua một cái in the conservation area. Conservation area, đọc nối conservation chữ n qua area, area. Conservation area. They are testing it in the conservation area of 42,000 square. Lưu ý là square. Air. Kilometers. Kilometers. Okay. And these are things. Elephant poaching. That's where reducer. Lưu ý ha. Reducer. Reduced. Thêm nữa. 11% percent. Percent. Đúng. Lưu ý ha. Cái quan trọng nhất là mình đang thực tập chuẩn nên phải lưu ý không được bỏ những âm cuối đấy nha, không bỏ ha. Rồi cô Việt đọc nè. Saving elephant. According to the International Fund for Animal Welfare, IFAW, poachers killed 28,000 elephants every year worldwide. A former army officer talked about
the bigger picture of poaching. She said that people call poaching its name, but it tastes more like war. Somebody arms the poachers who are connected into network, which move the ivory and horns. IFAW Kenyan branches a smartphone app called the 10 Corner. They are 13 in it, a conservation area of 42,000 square kilometers. And the app lets the branches see and enter data on the go. Since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Rồi, very good ha. Có một số âm còn chỉnh thôi. According. Không có according. 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 Ví dụ như là theo cái nguồn gì đó. Ví dụ như là theo những gì mà bài học của ông Hiếu. According to Mr. Hiếu lesson. Theo cái nguồn từ công ty gì đấy. According. Rồi. Poacher. Chú ý đọc chữ O cho tròn biểu. Poacher. Poacher. Đúng rồi. Poacher. Mấy cái âm cuối Việt hay bị mắc nhẹ nhẹ một chút nha. Ví dụ như đoạn tiếng Anh nè. She said, hai chữ sờ khác nhau. Lưu ý. Bạn uống hai chữ sờ giống như là bạn chết. She said. Đúng rồi. She said. She said. Hai chữ sờ khác nhau nha. Cứ đọc là C-set là chết à. C-set là C-side là chết à. Sunset cái C-side là không có đúng. She said. She said. Rồi. Who are connected? Rồi. Network có chữ sờ. Lại bỏ rồi mất chữ sờ. Lưu ý không được bỏ chữ những chữ như vậy. Ví dụ như đoạn thứ 3. Câu thứ 3 là on the poacher giờ. Thì làm thiếu mất chữ sờ. Sam network thiếu mất chữ sờ. Nha. Đó. Quý chữ horn đọc lại nè. Horns. Horn n rất nhẹ và giờ lại to. Horners. Horns. Horn. Cái từ horn này á, từ horn không horn. Nó là động từ là bóng kèn đó các bạn. Horn này là bóng kèn đó. Nhưng mà horns là ngôi thứ ba số ít của từ bóng kèn. Horners. Horns. 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 Rồi. Gave. Gave a range of smart. Rồi. Chú ý nè. Smart pole. Chữ O đọc là O. Và N. Smart pole. Smart pole nap. Smart pole nap. Nap. App. Nap. App, giống như Apple, a smartphone app called 10 Bomber, a smartphone app, đọc lên ai cũng biết, nó là cái app của điện thoại thông minh. A smartphone app, a smartphone app. I am a W gave a Canyon Rangers a smartphone app called 10 Bomber. Temple mà chú ý ha, conservation như là conversation, lưu ý ha, conservation area, yeah. In the conservation area of the 42. Rồi chú ý nè, square. Kilometers, nhấn âm tiếng hai, kilometers. Rồi chú ý since. Cứ bỏ mất chữ sờ đọc bội á là sẽ bỏ mất chữ sờ. Tên. Yeah. Rồi. Cái từ 16 này á 16.
Setin. Nhiều người đọc sai. Nhóm âm cuối, nhóm âm tin. Tin là phải chấm mông lên. Bọn tin là phải chấm mông lên. 16, 13, 14, 15, 18, 17, 19. À, từ 13 đến 19 tuổi là tin. Đó. Tuổi tin là tuổi 13 đến 19 tuổi đó. Đó. Thì phải nhóc cái mông tin lên. 16. Rồi. Rồi, very good ha. Phần còn lại cô Thảo đọc nè. Yeah, thank you. According to the international according to the International Fund for Animal Welfare, poachers kill 28,000 elephants every elephants every year worldwide. A former army officer talked about the bigger of poaching. She said that people call poaching Islam, but this is more like war. Somebody armies the poachers who are connected into networks which move the ivory and horns. IFAW gave Kenyan ranchers a smartphone app called 10 Bomber. They are testing it in a conversation. Conservation area of 42,000 kilometer and the app lets the rangers see and enter data on the go. Since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Đúng, chuẩn, percent ha. Rồi. Cái chữ poll á, đọc là poll, đừng nói là poll nha. Nó là o. Chữ o đọc là o. Poaching. Poland. Poll. Đó. Poaching. Rồi. Elephants ha. Số nhiều là elephants. Chỉ sợ ha. Rồi. Luôn luôn nhớ worldwide. Wide. Đừng có bỏ chữ đờ. Tất cả những âm cuối rất quan trọng. Tiếng Việt không có âm cuối nhưng mà tiếng Anh có âm cuối. Rồi. Officer talked about, okay, she said, tương tự mới nhắc xong là she said, she sai. Chứ she là chữ sờ con cóc mà said là màu xanh. She said. His name, it is more like war. Okay. Rồi cái chữ là somebody arms, không phải army mà là
arm, the arm, the arms. Somebody arms the poachers. Arms. Somebody arms. Khi mà đọc nhóm mạnh từ arm này mà đọc chậm là một chút. Ý muốn nói rằng là gì? Ai đó đã trang bị vũ khí. Ba từ trang bị vũ khí, bốn từ. Nhưng mà qua tiếng Anh nó có một từ duy nhất thôi. Arms. Từ này rất là đắt tiền nha. Rất là đắt trong bộ đoạn này ha. Somebody arms the poachers. Nó đọc chậm là một chút để cho nó chính xác. Arms. Rồi. Move nhẹ, move. Rồi. Rồi, smartphone app code không có led. Code. Đoạn cuối ed đọc là the. Code ten bomb mà. Này cái thập đó cô giáo đọc là collect gì đó. À code. ED đọc là the. Right. Conservation area. Area. Conservation area. Right. Lưu ý nè, square. Kilometer. Meter cũng được, meter cũng được, đọc meter cho nó nhẹ, kilometers. Kilometers. Những từ như vậy đọc 100 lần đi là nó quen cái mồm. Square kilometers, meters. Mét là meters mà km là kilometers. Mét là meters, meter, kilometer. Okay. Things. Okay, 2016. Rồi. Những cái chết. Death. Chữ D hơi ê chút. Death. Là cái chết. Death. Những cái chết. Death. Okay. Since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Percent. Nhóm làm sao? Percent. Rồi, bây giờ bạn nào dịch nè. Mình chưa có thời gian đọc lại cái đoạn này. Ha? Bây giờ mình dịch trước. Đoạn này nó hơi nhiều từ hơi khó một chút. Rồi, cho mời cô Mai dịch cái này đi. Em dịch là bảo tồn loài voi theo như là cái đó, theo như là tổ chức quỹ quốc tế welfare gọi là phúc lợi nha em. Vâng, tổ chức quỹ quốc tế về phúc lợi của động vật thì poacher là những kẻ săn trộm. Những kẻ săn trộm đã giết hại 28.000 chú voi mỗi năm trên thế giới. Former army officer là những một người cảnh sát là đang một người sát nói về một bức tranh lớn hơn của văn phòng quân đội à? Không, dịch văn phòng quân đội thì không có đúng. Đó là gì? Former là gì? Là cựu.
cựu chiến binh. Cựu chiến binh. Một kiểu chiến binh à? Kiểu đúng chiến binh. Rồi. Tại vì officer là gì? Là nhân viên quân đội cũ. Vâng. Cũ đó là cựu. Mà nhân viên quân đội phải chiến binh à? Một cựu chiến binh nói về bức tranh lớn hơn của nạn săn trộm. Về bức tranh lớn hơn của nạn săn trộm à? Poaching đó là gì? Đó là vừa săn, vừa trộm, vừa giết, vừa bán. Đúng không? Poaching là danh từ ạ? Poaching tức là việc, đây nè, dưới này có ghi nè. Poacher tức là ai đó giết hại và bán chúng. Vâng. Đó. Thì yes. Poaching tức là nó là một cái danh từ là nó chỉ về cái hoạt động đó. Là động từ killing tức là việc giết hại. Một cựu chiến binh nói về một bức tranh, nói về một bức tranh lớn hơn về nạn săn bắt trộm. Bà ấy nói rằng là người ta gọi là nạn săn bắt trộm, nhưng nó còn hơn cả là một cuộc chiến. Đúng rồi. Ai đó đã cung cấp mà trang bị vũ trang cho những kẻ săn bắt trộm đó, và họ đã kết nối, họ đã trao đổi ở trên một hệ thống mạng lưới. Họ đã trao đổi trên một mạng lưới để connect là kết nối. Họ đã kết nối trên một mạng lưới để mà vận chuyển sừng và ngà voi. Tổ chức phúc lợi động vật đó. Quốc tế, tổ chức phúc lợi động vật quốc tế thì đã đưa cho những cái, thế thì bảo rancher là gì ạ? Rancher đó là kiểm lâm em. Kiểm lâm ạ, đã đưa cho những người kiểm lâm Canyon, đã tổ chức đó thì đã giao cho những người kiểm lâm Canyon một app điện thoại tên là Ten Bomber, và họ đã thử nghiệm ở trên đó ở trong một cái khu bảo tồn động vật rộng 42.000 km2, và trên cái app đó thì đã cho những cái người kiểm lâm có thể là nhìn thấy được và có thể là nhập và có được dữ liệu liên tục khi mà họ di chuyển. Và từ năm 2016 thì những kẻ về cái sự từ năm 2016 thì cái việc tử vong của loài voi bị săn bắt trộm đó thì đã là giảm xuống còn khoảng 11%. Đấy, em dịch được rồi đấy. Cái ý chính là như vậy nha. Mời dịch lại lần nữa để cô Việt dịch thử nè. Theo tổ chức bảo tồn động vật hoang dã thì những kẻ săn trộm đã giết 28.000 con voi mỗi năm trên toàn quốc, 28.000 con voi mỗi năm. Một cựu sĩ quan đã nói rằng cái bức tranh về nạn săn bắt trộm này rất là lớn. Bà ta nói là người ta gọi nạn săn bắt trộm đó chỉ là cái tên, nhưng thực ra nó còn hơn cả cuộc chiến. Ai đó đã trang bị vũ khí cho bọn săn bắt trộm và đã kết nối
các mạng lưới lại để di chuyển hoặc để là để vận chuyển hoặc để tiêu thụ ngà voi và những cái sừng các sừng tê giác đó. Sừng tê đó. Ừ. À thì cái tổ chức bảo tồn động vật này á, đã cho những kiểm lâm những người kiểm lâm Kenyan á một cái ứng dụng trên smartphone gọi là Temboda. Họ có thể kiểm tra thử nghiệm nó trên một cái khu vực được bảo tồn rộng 42.000 km vuông, và cái app này để cho những người kiểm lâm có thể nhìn thấy và nhập dữ liệu khi đang đi kiểm tra, đi làm việc đi, đúng rồi, từ năm 2016 kể từ năm 2016 thì những cái chết về săn, những cái chết của những con voi cái nạn mà săn bắt, cái nạn mà giết voi, nạn giết voi đã giảm xuống khoảng 11%. Death đó là số lượng chết đó. Tỷ lệ tử vong chết do nạn săn bắt, dịch là như vậy. Tỷ lệ tử vong của nạn săn bắt thì giảm 11%. Rồi, ok, bây giờ dịch lại cho nó rõ ha. Quỹ phúc lợi động vật quốc tế. Nè, tại quỹ là một tổ chức rồi. Theo quỹ bảo vệ quỹ chữ thập đỏ, ha, gọi là quỹ luôn, bỏ tổ chức lên nó gọn. Theo quỹ phúc lợi động vật quốc tế, những kẻ săn trộm voi đã giết đến 28.000 con voi mỗi năm trên toàn thế giới. Ở trong cái bài mà level 3 á, cái ông này đã là trung tá, đó. Một cựu sĩ quan quân đội, một cựu chiến binh, một cựu sĩ quan quân đội, officer thường là sĩ quan, cựu sĩ quan quân đội, nói về cái bức tranh lớn hơn của nạn săn trộm giết hại voi này. Cô ta nói rằng mình gọi với cái tên là săn bắt trộm, nhưng thật ra thì nó còn hơn cả một cuộc chiến tranh. Ai đó đã trang bị vũ khí cho cái bọn săn bắt trộm này. Mình dùng những cụm từ đắt giá ha, bọn săn bắt trộm này, bọn giết hại, săn bắt giết hại trộm này, và bọn chúng kết nối thành những mạng lưới để có thể vận chuyển ngà voi và sừng tê. Và cái tổ chức phúc lợi động vật quốc tế này đã cung cấp cho kiểm lâm Kenya một cái ứng dụng điện thoại thông minh được gọi là Temboda. Họ đang thử nghiệm trong một cái khu bảo tồn khoảng chừng 42.000 km2. Và cái ứng dụng này cho phép, less là để, thì gọi là cho phép cho nó dễ ha. Ứng dụng này cho phép kiểm lâm có thể nhìn thấy và nhập dữ liệu trong suốt quá trình làm việc. On the go là di chuyển, là làm việc. Và kể từ năm 2016 thì cái số lượng voi chết do săn bắt
giảm xuống 11%. Thấy không ạ? Số lượng voi chết do săn bắt. Đó. Tỷ lệ chết của voi do săn bắt. À, nó dài dòng đúng không? Số lượng voi chết do săn bắt giảm xuống 11%. Đó. À, như vậy thì á, cái đoạn này nó hơi dài bởi vì nó có những cái thông tin nó khá là lạ, nên là nó mất nhiều thời gian hơn để chúng ta nắm được ý chính và hiểu share cho mọi người những cái nội dung quan trọng của nó nè. Tôi share lại nha, mọi người nhìn thấy cái slide mới bật lên chưa? Chưa đúng không? Yeah, stop share, share lại cái đây, nhìn cái slide này nè. Đây là những cụm từ quan trọng mà của cái bài này. Mọi người sẽ đọc núm những cái ý tưởng này và biến thành câu chuyện của mình. Đó. Giống như là vừa rồi Hiếu mới kể cho mọi người nghe câu chuyện đó, bây giờ mọi người về kể lại cho gia đình của mình. Muốn kể gì bằng cách nào không biết mà dùng những cụm từ thế này. Bây giờ làm thử nha. Làm thử cho mọi người coi nha. According to the International Fund for Animal Welfare, poachers kill 28,000 elephants every year worldwide. And thanks to a former army officer, we know that it's not only poaching, it is a war. Because somebody give weapons to the poachers and connect them to a network, a bigger networks that help moving, transporting, and selling ivory and horse. And in order to protect elephants, IFAW gave Canyon Rangers a smartphone app that allowed rangers to see and enter data on the go. Thanks to the app, since 2016, elephant poaching deaths were reduced by 11%. Mình không cần phải nói là thử nghiệm 42.000 km vuông cũng được. Mình chỉ cần nói là gì? IF, nếu đọc lại tiếng Việt mà cái phần Hiếu vừa nói, thì theo cái nguồn thông tin của Quỹ Phúc Lợi Quốc tế Động vật, thì poacher đã giết đến 28.000 con voi. Và nhờ vào cái một cái former army officer thì chúng ta mới biết rằng nó không phải là poaching đâu, nó còn hơn như thế nữa, nó là cuộc chiến, bởi vì ai đó đã trang bị vũ khí cho cái bọn này, kết nối thành hệ thống thành mạng lưới để vận chuyển và bán ngà voi và sừng tê, và để bảo vệ những con voi này, cái tổ chức phúc lợi động vật quốc tế này đã trang bị equip, đúng là equip nha, không phải là arm nữa, equip Canyon Ranger a smartphone, game hoặc là equip đều là trang bị như nhau, là cung cấp trang bị đó, một cái thiết bị ứng dụng trên điện thoại di động cho phép các ranger thấy và nhập dữ liệu on the go luôn. Mình bỏ qua cái conversation cũng được, conservation cũng được. Và cũng nhờ vào cái app này, thì từ năm 2016, thanks to the app, nhờ vào đó, trước mình học nhờ vào cái milking, modern milking system đó, thanks to the app, since 2016, tỷ lệ voi chết giảm 11%. Nha. Như vậy là nội dung nó là như vậy. Mình đọc thuộc cho nó vô trong đầu, mình bỏ nó qua một bên,
mình kể câu chuyện của riêng mình. Nhưng những thông tin nó rất quan trọng, ví dụ 11% nè, 2016 nè, 42.000 km vuông có thể mình dùng. Đó, cái cụm từ chiến tranh nên dùng. Và tỷ lệ chết giết 28.000 con voi mỗi năm trên toàn cầu là nên dùng. Đấy là những cái số liệu rất quan trọng mình cung cấp thông tin nha. Rồi, mọi người có câu hỏi gì chỗ nào không ạ? Hít cắt cái phần này bỏ lên trên cái bạn nào đang dùng điện thoại nó chụp cái màn hình này xong cắt lên gửi lên Zoom giùm Hiếu nha. Cái từ every year này nó sai chính tả nè, để chỉnh lại cái. Yeah. Rồi. Đó, bạn nào chụp cái màn hình đi rồi cắt lên trên, bỏ lên trên cái Zalo. Có câu hỏi gì không mọi người ơi? Nên là về mình kể câu chuyện của riêng mình ha, mình cứ đọc thuộc đi. Khi nào đọc thuộc rồi hãy kể câu chuyện của mình, không có vội. Quan trọng là mình nhớ, mình mở sang cái level 3. Level 3 đó mình đọc cái câu chuyện nó dài hơn chút, học thêm những cụm từ, ví dụ đại tá là gì, ông này ông trung tá là Lieutenant Colonel, ông này là trung tá, sĩ quan quân đội. Đấy. Ông làm ở bên, ông đi chiến tranh về, ông nhìn ông thấy, ông biết. Rồi, ok, thank you mọi người nè. Sáng mai mình sẽ không có cắm mặt, nhưng mình không có thực tập nha. Mình thực tập ngày hôm nay thôi. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nè. Cảm ơn thầy. Bye bye. Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào mọi người.